Tại chung kết Europa League, đội bóng của Jose Mourinho đã vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công của Paulo Dybala. Xong, là để cho Sevilla gỡ hòa một đều trong hiệp chính. Kết thúc 120 phút và tỷ số vẫn là một đều. Hai đội phe kéo nhau đến loạt sút luân lưu. Trong khi các cầu thủ Sevilla thực hiện thành công 4 lượt sút của mình, thì Roma chỉ có Cristante chiếc điểm chính xác. Để thua chung cuộc 1-4, Roma ngậm ngùi nhìn Sevilla vô địch Europa League mùa này. Mourinho lần đầu thất bại ở một trận chung kết đấu cúp, trong khi Sevilla tiếp tục chứng tỏ vị thế số 1 tại Europa League với lần thứ 7 đăng quang trong cả 7 lần mà họ vào chung kết. Chiếc vô địch giải đấu cúp hạng 2 châu Âu còn mang về cho câu lạc bộ chủ sân Sanchez Pizjuan tấm vé tham dự vòng bảng Champions League. Sau thất bại trước Sevilla, Jose Mourinho đã ném huy chương bạc cho một cổ động viên trên khán đài. Người đặc biệt chỉ trích trọng tài chính Anthony Taylor, đặc biệt là quyết định không thổi phạt đền sau tình huống bóng đập tay Fernando. Trọng tài có vẻ là người Tây Ban Nha, lúc nào cũng thẻ vàng và thẻ vàng. Sự bất công được thể hiện qua việc Lamela lẽ ra phải nhận thẻ vàng thứ hai, nhưng không. Và cậu ấy đã thực hiện thành công quả phạt đền trong loạt sút luân lưu. Với thất bại này, Roma không đủ điều kiện tham dự Champions League mùa tới. Với Mourinho, người đặc biệt cũng đề ngỏ khả năng ra đi. Tôi phải chiến đấu với những chàng trai này, và do đó không thể nói một cách khách quan rằng tôi sẽ ở lại. Tôi còn một năm trong hợp đồng và chưa biết điều gì mới cả. Tôi muốn ở lại, nhưng với những điều kiện phù hợp để cống hiến hết mình. Theo AS, hợp đồng với Karim Benzema và câu lạc bộ Ả Rập Xê Út gần như đã hoàn tất. Chính phủ quốc gia Trung Đông này cũng đã đưa ra những lời đề nghị khiến tiền đạo người Pháp khó có thể chối từ. Mức thu nhập của Benzema sẽ vượt quá 100 triệu euro mỗi mùa, cùng những mức đãi ngộ đặc biệt trong 2 năm anh sinh sống tại Ả Rập Xê Út. Nếu không có gì thay đổi, Karim Benzema sẽ gia nhập câu lạc bộ Al Ittihad, nhà đương kim vô địch Saudi Pro League. Theo truyền thông Tây Ban Nha, Benzema hứng thú với viễn cảnh được làm việc cùng huấn luyện viên Nuno Espirito Santo. Quả bóng vàng 2022 cũng đã nói chuyện với Ronaldo để hiểu thêm về cuộc sống và môi trường bóng đá tại châu Á. Trên trang cá nhân, Diogo Dalot xác nhận hoàn tất 3 hợp đồng gia hạn với Manchester United. Truyền thông Anh tiết lộ, hợp đồng mới của Dalot với Man United có thời hạn đến tháng 6 năm 2028, đi kèm điều khoản gia hạn thêm 1 năm. Và lãnh đạo Quỷ Đỏ cũng có quyền tự động kích hoạt điều khoản gia hạn kể trên mà không cần đến sự đồng ý của cầu thủ. Ten Hag được cho là đã ấn tượng với màn trình diễn của hậu vệ 24 tuổi ở mùa giải này và muốn Dalot là một phần trong công cuộc tái thiết Quỷ Đỏ. Hậu vệ sinh năm 99 là cái tên đầu tiên được Man United giữ chân sau khi mùa giải 2022-2023 kết thúc. Quỷ Đỏ dự kiến hoàn tất việc giữ chân Rashford, Luke Shaw và Fred trước khi bắt tay vào việc mua sắm cầu thủ mới. Bất chấp mùa giải vừa qua không mấy thành công, Real Madrid vẫn đứng số 1 trong danh sách các câu lạc bộ có giá trị lớn nhất thế giới năm 2023. Theo định giá của Forbes, câu lạc bộ Hoàng gia Tây Ban Nha có giá 6,07 tỷ đô la Mỹ với doanh thu đạt 807 triệu đô. Đứng ngay sau Real Madrid là Man United. Câu lạc bộ này thi đấu cực kỳ ấn tượng dưới thời Erik ten Hag khi họ giành được chiếc cúp liên đoàn, giành vé tham dự Champions League và bước vào trận chung kết FA Cup. Forbes định giá Man United khoảng 6 tỷ đô và doanh thu đạt 779 triệu đô. Giá trị của đội chủ sân ở Trafford tăng 30% so với năm ngoái. Với mức tăng trưởng này, Man United vượt qua Barcelona để chiếm lên vị trí thứ hai. Barcelona đứng thứ ba với 5,51 tỷ đô, tăng 10% so với năm trước. Chiều hôm qua, công ty VPF đã nhận bàn giao lô thiết bị cuối cùng nhằm phục vụ triển khai công nghệ VAR thời gian tới tại Việt Nam. Các thiết bị VAR mà công ty VPF nhận bàn giao lần này gồm hệ thống hỗ trợ trọng tài VAR, thiết bị ngoại vi, máy trạm điều khiển, switch giao tiếp, các thiết bị phần cứng dự phòng trên xe VAR, máy chủ, máy trạm điều khiển và một số phụ kiện đi kèm. Ngoài ra, còn bộ giấy phép phần mềm cơ bản, giấy phép phần mềm xác định việc vị, có sử dụng trí tuệ nhân tạo. Trong thời gian tới, các xe VAR sẽ được lắp đặt hoàn thiện và đưa vào vận hành thử nghiệm. Hiện tại, các công đoàn chuẩn bị đã đi đến bước cuối cùng.